Và theo quan sát của chúng tôi thì ở ngay những phút đầu của trận đấu này thì có rất đông những khán giả đang theo dõi livestream của sóng Rex Media. Thì quý vị bạn có thể gửi đến những thông điệp của chúng tôi qua những khung chat và có thể thả cho chúng tôi những nút like hay những trái tim, và có thể chia sẻ livestream này để những người thân của quý vị bạn hay các bạn bè quý vị bạn có thể hòa chung bầu không khí sôi động tại nhà thi đấu trung tâm huyện Hậu ngay tại lúc này. Xin cảm ơn quý vị bạn rất nhiều. Và quyền phát bóng đầu tiên trong set thi đấu thứ nhất sẽ là của cầu thủ Hải Ninh, và sẽ là điểm số cho cầu thủ Hải Ninh 1-0 trong một tình huống tấn công mà bóng đã đi ra ngoài sân đến từ phía cầu thủ Hải Châu. Một tình huống bóng mà cầu thủ Hải Ninh họ đã chưa thực sự có ăn khớp với nhau ở trong một tình huống đỡ một tình huống bỏ nhỏ bên phía cầu thủ Hải Vân, Hải Châu, và sẽ là tỷ số 1-1. Chắn bóng tốt và sẽ là điểm số tiếp theo cho bộ đội bóng Hải Châu, 2-1. Đã bóng tốt và xác định bóng đã chạm những rào chắn bên phía thủ Hải Ninh và đi ra ngoài sân. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Ninh. Hải Châu cho đội bóng Hải Châu. 3-1. Phát bóng không hoàn lưới đổi về điểm cho đội bóng Hải Ninh. 2-3. Tình huống tấn công tốt đến từ phía thủ Hải Châu và sẽ là đội về điểm cho đội bóng Hải Châu, 4-2. Và đây sẽ hứa hẹn là một trận đấu cũng rất hay trong buổi sáng hôm nay, khi đây là cuộc đấu giữa thủ Hải Ninh và gã hàng xóm rất ồn ào đó là các thủ Hải Châu. Một đội bóng cũng được đánh giá rất cao tại giải đấu lần này. Đá bóng tốt của đội bóng Hải Ninh đổi về điểm cho đội bóng Hải Ninh, 3-4. Đánh bóng tốt. Người thực hiện tình huống bỏ nhỏ thành công đó là Văn Lâm bên phía thủ Hải Châu. Tiếp tục là một tình huống bỏ nhỏ rất hay đến từ phía cầu thủ Hải Châu, đó là vị trí của Minh Hào, và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu, 6-3. Một tình huống đập bóng chéo sân rất tốt của Văn Lâm, và sẽ là điểm số tiếp theo cho Hải Châu, 7-3. Cũng là những đội bóng được đánh giá rất cao trong giải đấu lần này. Một tình huống lỗ lực cứu bóng của Công Minh. Cảm ơn anh Vũ Thanh Tùng với những thông điệp của anh trên khung chat. Đổi về điểm cho đội bóng Hải Ninh, 4-7.
Một tình huống đập bóng mép lưới quá hay của Minh Hào. Và sẽ là đội về điểm cho đội bóng Hải Châu 8-4. Người phát bóng đó là Văn Lâm. Một tình huống phát bóng mà bóng đi rất cắm đến từ Văn Lâm. Và xác định tay đã chạm lưới đến từ phía thủ Hải Ninh. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 9-4. Và trận thi đấu này thì bên phía Hải Ninh họ sở hữu một cầu thủ rất trẻ, đó là Đào Thắng. Đào Thắng sinh năm 2009 và năm nay mới chỉ 15 tuổi mà thôi. Nhưng tinh thần thi đấu cũng như lối chơi thì vẫn luôn là dõng dạc với Đào Thắng. Một cầu thủ rất có thể sẽ là những cầu thủ chuyên nghiệp ở trong những thời điểm tiếp theo. Thì mặc dù mới 15 tuổi nhưng Đào Thắng đã có thể góp mặt ở một sân chơi lớn như thế này. Và bóng đã xác định là chạm tay các thủ Hải Ninh và đi ra ngoài. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 11-5. Bóng đã đi qua tay của kênh truyền hai Phạm Tiến và đi ra ngoài sân. Và điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 12-5. Và cũng ở đúng khung giờ này thì ở sân số 2 sẽ là cuộc đấu cầu thủ Hải Bắc và cầu thủ Hải Lộc. Cảm ơn những thông điệp của anh Đoàn Hoàng Khanh. Và hy vọng những dự đoán của anh sẽ là chính xác. Xin chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Và gia đình là bóng ra ngoài. Và sẽ là đổi điểm cho đội bóng Hải Ninh 6-12. Bỏ bóng tốt. Và sẽ là đội về điểm cho đội bóng Hải Châu 13-6. Và ở những tình huống tương tự như vậy thì Công Minh luôn đưa ra cho mình một quyết định rất đúng đắn, đó là những tình huống bỏ nhỏ. Và đã rất nhiều lần ở những kịch bản như vậy thì Công Minh đã thành công. Và pha đá bóng ra ngoài đến từ phía thủ Hải Châu và đổi về điểm cho đội bóng Hải Ninh 7-13.
Điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 14-7. Và đập bóng dọc biên rất hay của Hoàng An. Và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Ninh 8-14. Một tình huống hơi khó của Văn Công hướng tới vị trí của Công Minh. Và điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Ninh 9-14. Hải Châu đang được đánh giá là những ứng cử viên của chức vô địch của giải đấu lần này. Đúng, đập bóng mẹp lưới tốt tiếp theo đến từ phía thủ Hải Châu. Đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu 15-9. Tình huống dứt điểm mà chúng ta thường hay thấy ở những đội bóng chuyên nghiệp mà thôi. Đó thì tình huống dứt điểm của Công Minh. Một tình huống dứt điểm rất tự tin của Đào Thắng. Và bóng đã chạm những rào chắn bên phía thủ Hải Châu, đổi hướng ra ngoài. Và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Ninh 10-15. Và bên phía thủ Hải Châu có sự thay đổi người đầu tiên khi Công Minh sẽ rời sân. Và người vào sân đó là cầu thủ mang số áo 8. Đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu 16-10. Bỏ nhỏ tốt. Đó là cầu thủ đeo băng đội trưởng bên phía thủ Hải Ninh. Đó là Hoàng An. Và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Ninh 11-16. Đánh bóng tốt, đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu 17-14. Số 4 của Hải Châu có đăng ký là Công Minh. Anh Vũ biết ạ. Tức là danh sách đăng ký là tên như thế nào thì bọn em sẽ bình luận là như vậy được ạ. Và điểm số thì là 12-17. Nghiêng về cầu thủ Hải Châu. Đập bóng tốt. Và đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu 18-14. 18-12. Xin lỗi quý vị bạn, sẽ là tỷ số 18-12 cho đội bóng Hải Châu. Một tình huống mà Phạm Tiến để bóng chạm tay, để bóng để tay chạm vào lưới. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 19-12. Gia đình sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 20-13.
Và đá bóng rất lực đến từ cầu thủ bên phía thủ Hải Châu. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu, 21-13. Cảm ơn những thông điệp của chị Thơm Ngân Kiệt Kiều. Và chúng tôi sẽ cố gắng truyền tải những thông điệp của quý vị bạn đến với những khán giả đang có mặt trực tiếp tại nhà thi đấu trung tâm huyện Eo, cũng như các vận động viên đang thi đấu trên sân. Và hy vọng đó sẽ là những thông điệp vui vẻ, những thông điệp có tính chất tiếp lửa cho các cầu thủ trên sân. Cảm ơn quý vị bạn rất nhiều. Và thời gian hội ý cũng đã hết. Và sân xin mời quý vị bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại màn hình để theo dõi những diễn biến còn lại của set thi đấu thứ nhất này. Cảm ơn anh Bùi Anh Đào. Và em sẽ chuyển thông điệp này cho cầu thủ số 4 bên phía thủ Hải Châu giúp anh. Đợi về điểm cho đội bóng Hải Ninh 14-21. Cảm ơn chị Nga Nguyễn, một cổ động viên trung lập. Đập bóng ra ngoài sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu, 22-14. Điểm số tiếp theo cho Hải Châu, 23-14. Và tại giải thi đấu này thì tất cả các trận bóng của giải bóng chuyên gia Nam Hải Hậu, giải vô địch bóng chuyên gia Hải Hậu năm 2024 sẽ được quay phát bởi công ty trách nhiệm dịch vụ truyền thông Rex Media, với sự quay phát của các cameraman rất nổi tiếng tại huyện Hậu, đó là Trần Đại, Tùng Biri, Trần Huỳnh, Đức Thiện, Minh Đoán, Lâm Đồng, Huỳnh Tràng, Kim Hiến, Anh Thơ. Và tổng biên tập là Trần Loan, dưới phần bình luận của Văn Toại. Cảm ơn anh Long Lê, cảm ơn anh Danh Cao. Danh Cao về những thông điệp rất vui vẻ của các anh. Cảm ơn các anh rất nhiều và chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe và một kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình và người thân. Và ở set thi đấu thứ nhất thì đội bóng Hải Châu đã có chiến thắng 25-15 trước cầu thủ Hải Ninh và đã có set thi đấu thắng đầu tiên trong trận thi đấu này của mình. Và xin mời quý vị các bạn.
Tắt nhạc nền em mới vào trận đấy anh ơi. Và xin mời quý vị bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại màn hình để theo dõi những diễn biến của set thi đấu thứ hai này. Xác định là tình huống đập bóng của Hoàng An thì bóng đi sang ngoài sân. Và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu. 1-0. Điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 2-1. Đánh bóng, đập bóng ra ngoài. Và điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 3-1. Tiếp tục là một tình huống đập bóng ra ngoài. Điểm cho Hải Châu 4-1. Và xin cảm ơn anh Cách Lưu về những thông điệp của anh trên khung chat. Và đúng là như vậy, ở Hải Hậu vào ngày 29 sẽ là một lễ hội thể dục thể thao, một lễ hội về âm nhạc, một lễ hội về ẩm thực được đánh giá rất cao trong cả nước, khi đây là một trong những ngày hội lớn nhất của huyện Hậu. Tình huống bóng hay tiếp theo, Vesala đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu 5-2. Phát bóng ra ngoài đến từ phía thủ Hải Châu và đổi về điểm cho đội bóng Hải Ninh 3-5. Và bên phía thủ Hải Châu thì số 4 sẽ rời sân và người vào sân đó là cầu thủ số 8. Bỏ bóng tốt, bóng là chạm những rào chắn bên phía thủ Hải Ninh và đi ra ngoài sân. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 6-3. Đập bóng dọc sân rất tốt và đổi về điểm cho đội bóng Hải Ninh 4-6. Và người phát bóng cho đội bóng Hải Ninh là cầu thủ trẻ nhất của giải đấu lần này. Năm nay Đào Thắng mới chỉ 15 tuổi mà thôi. Đập bóng tốt đến từ cầu thủ Hải Châu. Đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu 7-4. Và bên phía cầu thủ Hải Ninh Hoàng Hải sẽ vào sân và người rời sân sẽ là vị trí số 24 Đào Thắng. Tình huống phát bóng cắm tiếp theo của Văn Lâm, một trong những tình huống phát bóng được coi là sở trường của Văn Lâm. Đá bóng tốt của Hoàng Thao và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Ninh 5-7.
đá bóng tốt. Đối với điểm cho đội bóng Hoài Châu 8-5. Anh ngồi sang bên kia đi, anh ngồi sang bên kia đi cho em xem. Nhìn đề như này. Xác định bóng ra ngoài và sẽ là điểm số cho đội bóng Hải Ninh. Sáu tám cho đội bóng Hải Ninh. Bỏ bóng tốt và sẽ là đột điểm cho đội bóng Hải Châu 9-6. Em gọi anh Đại ơi. Anh Đại ơi. Anh Đại ơi. Anh Đại ơi. Anh đổi theo cái mic khác, anh đổi theo cái mic khác, anh đổi theo cái mic khác đi, cái mic này nó vào điện thoại rẻ lắm. Đổi theo cái mic không quay, đổi theo cái mic không quay. Nghe rõ như sau kiểu gì anh ạ, nghe rõ như sau kiểu gì anh ạ. Đối với điểm cho đội bóng Hải Châu 11-7. Và thay người tiếp theo cho đội bóng Hải Ninh, Đào Thắng vào sân và Hoàng Hải sẽ rời sân. Đá bóng tốt, bóng đã nọt các rào chắn bên phía thủ Hải Châu và đội điểm cho đội bóng Hải Ninh 8-12. Vâng. Tiếp tục là đầu điểm cho đội bóng Hải Châu 13-8. Và tại giải đấu lần này thì ban tổ chức của chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả nhà tài trợ đã luôn đồng hành và phát triển giải đấu để hướng tới những thứ tốt đẹp nhất của nền bóng chuyền ra huyện Hải Hậu, đó là màn LED thanh phong đến từ thị trấn Cồn, trường mầm non Chân Trời Mới, trụ sở chính thị trấn Yên Định, phòng khám đa khoa Huy Liệu, khu 2 thị trấn Yên Định, công ty xây dựng Yên Phúc, xã Hải Anh, siêu thị Country Mart, khu 3 thị trấn Yên Định, khu vui chơi New World, khu 7 thị trấn Yên Định, điện máy Phúc Thành, khu 1 thị trấn Yên Định, nhà phân phối chân giao điện Hồng Hà, chợ cầu chợ đèn Hải Anh, C
Spa Vân Thuận, đường 56 Sai Thành, Hà History, đậu xanh rau má, khu 4 thị trấn Yên Định, gần cầu 19 tháng 5, kiến trúc Hải Đăng, khu đô thị Hải Hưng, tiệc cưới Thơm Ngân. Tiệc cưới Thơm Ngân, đội 4 Sai Thành, trung tâm tiêm chủng Hùng Vương, chi nhánh Cồn, cầu Cồn Trong gần nhà thờ Đức Mẹ, xã Hải Tân. Công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất Gian Pan Bình Minh, xã Hải Tây, Đệ Nhất Nướng, BBQ và Vua Dê, khu đô thị Hải Hưng, kính thuốc Đại Quang, cầu đập nước Hải Đồng, xã Hải Hưng. Điện máy Việt Hưng, xóm 6A, xã Hải Thành. Công ty đá Ruby, khu 3 thị trấn Yên Định, máy tính Minh Giang, 68 Sai Hưng, đối diện cây xăng Yên Định, phòng khám Nam Âu, khu 4 thị trấn Yên Định, sự kiện For One, xóm 4 Sai Thành, nước mắm Đại Long, thị trấn Thiên Long, hợp tác xã Linh Phát, xã Hải Chính. Và xin được cảm ơn các nhà tài trợ rất nhiều, và xin chúc các nhà tài trợ và gia đình có thật nhiều sức khỏe và có một kỳ nghỉ lễ mùng 29 thật ấm áp bên gia đình của mình. Và chúng tôi luôn hy vọng thì các nhà tài trợ sẽ cùng đồng hành với chúng tôi ở rất nhiều những mùa giải tiếp theo của những sự kiện thể dục thể thao cũng như những sự kiện lớn tại huyện Hậu. Cảm ơn các nhà tài trợ rất nhiều. Sang hình đập bóng chéo sân rất tốt đến từ Việt Cường. Và sẽ là đổi điểm cho đội bóng Hải Ninh, 12-16. Và người phát bóng đó sẽ là thầy giáo Việt Cường. Phạt không qua lưới đến từ Việt Cường. Và sẽ là đổi điểm cho đội bóng Hải Châu, 17-12. Phòng thủ không thành công đến từ phía thủ Hải Ninh. Điểm tiếp theo cho đội bóng Hải Châu, 18-12. Và bên phía thủ Hải Ninh họ xin phép được quyền hội ý trong quyền hội ý lần cuối cùng trong set thi đấu thứ hai này. Và thời gian hội ý cũng đã hết. Xin mời quý vị bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại màn hình để theo dõi những diễn biến của set thứ hai này. Và tỷ số hiện tại thì đang là 18-12 nghiêng về các thủ Hải Châu. Một tình huống bỏ bóng tốt của Hoàng An. Và sẽ là đội điểm cho đội bóng Hải Ninh, 13-18.
Và đây sẽ là trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Và đợt thời gian này cũng là thời điểm bên sân thứ hai cũng diễn ra trận đấu cuối cùng của bảng B. Và đây hiện tại là đang là trận đấu cuối cùng của bảng A. Và trong chiều ngày hôm nay thì sẽ là cặp thi đấu bán kết, sẽ là hai trận đấu, khi nhất bảng A sẽ gặp nhì bảng B và nhất bảng B thì sẽ gặp nhì bảng A tại vòng bán kết để xác định ra cái tên sẽ góp mặt trong trận chung kết của giải đấu lần này. Cảm ơn bác Dũng Cao rất nhiều. Chắn bóng tốt và sẽ là điểm số đổi điểm cho đội bóng Hải Châu, 21-13. Và bên phía thủ Hải Ninh có sự thay đổi tiếp theo khi Tiến Nghiệp sẽ vào sân để thay cho vị trí của Phạm Tiến. Một cầu thủ có mái tóc rất nghệ thuật vừa ra sân, đó là Tiến Nghiệp bên phía thủ Hải Ninh. Một tình huống sang bóng có phần khá may mắn đến từ phía Hoàng An và sẽ là đổi điểm cho đội bóng Hải Ninh, 14-21. Người phát bóng sẽ là Công Hưng. Một nỗ lực phòng ngự của Tiến Nghiệp. Đập bóng tốt và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu, 22-14. Trong một tình huống mà các thủ Hải Châu họ sử dụng một rào chắn thì đã có tình huống tấn công tốt đến từ Hoàng An và đổi về điểm cho đội bóng Hải Ninh, 15-22. Đập bóng chưa qua lưới. Điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Ninh, 16-22. Đó một tình huống bật nhảy rất cao của Văn Lâm. Rất hay, đó là Việt Cường. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Ninh, 17-22. Và bên phía thủ Hải Châu họ xin quyền hội ý thứ nhất trong set thi đấu thứ hai này. Và theo quan sát của chúng tôi thì cũng có rất đông những khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ của sóng truyền thông Black Media. Xin chúc quý vị bạn có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình của mình, một sự đoàn kết. Xin cảm ơn quý vị bạn rất nhiều. Và thời gian hội ý cũng đã trôi qua. Và xin mời quý vị bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại màn hình để theo dõi những diễn biến còn lại của set thi đấu thứ hai này. Yeah.
Đội về điểm cho đội bóng Hải Châu 23-17. Cảm ơn chị Thỏ Con. Chiều nay sẽ là loạt bán kết và xét đấu thứ hai đã kết thúc với tỷ số 25-17 nghiêng về các thủ Hải Châu, và tỷ số xét đã là 2-0 rồi. Và xin mời quý vị bạn chúng ta nghỉ giải lao trong ít phút để tiếp tục đến với những diễn biến của xét thi đấu thứ ba. Và xin mời quý vị bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại màn hình để theo dõi những diễn biến của xét thi đấu thứ ba, cuộc đối đầu giữa thủ Hải Châu và các thủ Hải Ninh. Và tỷ số xét thì đang là 2-0 nghiêng về thủ Hải Châu.
Và đánh bóng ra ngoài của cầu thủ Hải Châu. Và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Ninh. 1-1. Đập bóng dọc sân rất hay. Đó là vị trí của Văn Lâm. Và sẽ đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu. 2-1. Bóng tốt. Và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Ninh. 2-2. Và tất nhiên rồi, ở trận đấu này thì các thủ Hải Ninh họ sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều để muốn có một bối cảnh tốt hơn trước các thủ được đánh giá rất cao là các thủ Hải Châu. Thì họ đã để thua với hai trận đấu đầu tiên. Và đây sẽ là trận đấu mà các thủ Hải Ninh sẽ phải cố gắng rất nhiều. Bóng chạm lưới và ra ngoài. Và sẽ là đổi về điểm cho Hải Châu. 4-2. Bóng leo lưới ra ngoài. Đổi về điểm cho đội bóng Hải Ninh. 3-4. Đập bóng không qua lưới. Điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Ninh. 4-0. Và set thi đấu thứ 3 này dường như cầu thủ Hải Ninh họ đã chủ động trở lại rồi. Và hy vọng với tinh thần như thế thì họ sẽ có màn trình diễn tốt hơn so với những set đấu thứ nhất và set đấu thứ hai. Và đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu. 5-4. Thay người bên phía thủ Hải Châu, số 2 đó là Thành Đạt sẽ rơi sân. Và người vào sân là cầu thủ mang số áo 11. Với phát bóng cho đội bóng Hải Châu sẽ là vị trí của Văn Lâm. Một bước một rất tốt của Duy Trình. Tiếng bật nhảy khá cao của cầu thủ mới vừa vào sân thay người. Đó là số 11 bên phía thủ Hải Châu. Xác định sẽ là điểm số cho thủ Hải Ninh. Điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Ninh 6-5. Và đội bóng Hải Ninh họ là đầu tiên vươn lên dẫn trước ở set thi đấu này. Đập bóng tốt. Và đổi về điểm cho đội bóng Hải Châu. 6-0. Minh Hảo đập bóng tốt và đổi về điểm cho đội bóng Hải Ninh. 7-6. Và chắc chắn rồi sẽ là một lối chơi rất công hiến đến từ phía thủ Hải Ninh trong trận thi đấu này. Thì họ chẳng còn gì để mất ở giải đấu này cả.
và tiếng còi đã vang lên và sẽ là điểm số cho đội bóng Hải Ninh khi các thủ Hải Châu đã có tình huống chơi bóng phạm quy và 8-6 cho đội bóng Hải Ninh. Hoàng Thao đập bóng không qua lưới và điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Ninh 9-6. Bỏ bóng tốt và sẽ là đổi điểm cho đội bóng Hải Châu 7-9. Băng vào rất dung mạnh của Việt Cường, nhưng sẽ là một tình huống bỏ nhỏ rất hay đến từ phía thủ Hải Châu và điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 8-9. Đội điểm cho đội bóng Hải Ninh 10-8. Một tình huống đập bóng rất khẩm đến từ vị trí của Thanh Tuyền và sẽ là đội điểm cho đội bóng Hải Châu 9-10. Tiếp tục là tình huống dứt điểm hay của Thanh Tuyền và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 10-10. Văn Công đội về điểm cho đội bóng Hải Ninh 11-10. Đập bóng tốt, đó là Văn Lâm và đội về điểm cho đội bóng Hải Châu 11-10. Điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 12-11. Tình huống vào đà hơi thiếu của Đào Khang và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 13-11. Xác định là tình huống đập bóng của Công Hưng thì bóng chưa đi qua lưới và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 14-11. Bóng mẹp lưới rất hay và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 15-11. Đó là những tình huống dứt điểm bóng sở trường của Minh Hảo và ở những tình huống tương tự như vậy thì rất nhiều lần Minh Hảo đã thành công trong một tình huống bóng mẹp lưới và chẳng có cơ hội nào cả cho những rào chắn bên phía cầu thủ
Hải Ninh. Khi đó là một tình huống rất khó để có một tình huống bắt bài về rào chắn. Và bên phía thủ Hải Ninh họ có quyền hội ý tiếp theo của set thi đấu này. Và dường như thì các thủ đội bóng này họ đang rất gần với trận bán kết rồi. Khi chỉ là 10 điểm số nữa thôi thì họ sẽ ghi tên mình vào vòng bán kết của buổi chiều ngày hôm nay. Chắn bóng tốt của cầu thủ Hải Châu và điểm số tiếp theo cho Hải Châu 16-11. Sang Lê Đào Thắng đã để tay chạm lưới và sát là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 17-11. Đá bóng tốt đó là Hoàng An và đội điểm cho đội bóng Hải Ninh 12-17. Tình huống bỏ nhỏ nhưng bị bắt bài bởi Hoàng An và sẽ đổi điểm cho đội bóng Hải Châu 18-12. Và người phát bóng sẽ là Thanh Tuyền. Bóng vẫn còn trong sân trong những nỗ lực cứu bóng đến từ đội bóng Hải Châu. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 19-12. Và tại buổi chiều hôm nay thì vào khung giờ khoảng 13:30 đến 14:00 sẽ là thời gian sẽ diễn ra những trận bán kết của giải thi đấu lần này. Bỏ bóng ra ngoài và sẽ là đổi về điểm cho đội bóng Hải Ninh 13-20. Đập bóng rất dũng mãnh. Đó là cũng là một cầu thủ rất trẻ của đội bóng Hải Châu. Và điểm số tiếp theo không sẽ là đổi điểm cho đội bóng Hải Châu 21-13. Hãy
về điểm cho đội bóng Hải Ninh 14-21. Phát bóng không qua lưới. Đội về điểm cho đội bóng Hải Châu 22-14. Và chỉ còn 3 điểm số nữa thôi thì các thủ Hải Châu họ sẽ ghi tên mình vào vòng bán kết. Và bên phía thủ Hải Ninh thì họ vẫn chưa chấp nhận bỏ cuộc trong những tình huống thiếu bóng, vẫn rất nhiệt huyết, vẫn rất công hiến đến từ phía thủ Hải Ninh. Sau đây là bóng đã chạm những rào chắn bên phía thủ Hải Châu và đi ra ngoài, và sẽ là đổi điểm cho đội bóng Hải Ninh 15-22. Và bên phía thủ Hải Linh tiếp tục có sự thay đổi người, khi số 24 sẽ rời sân và người vào sân là số 22 Hoàng Hải. Người phát bóng sẽ là Hoàng Thảo. Đập bóng tốt và sẽ là đổi điểm cho đội bóng Hải Châu 23-15. Đập bóng rất mạnh, đó là Việt Cường. Đó là câu trả lời đến từ phía thủ Hải Châu. Và sẽ là điểm số tiếp theo cho đội bóng Hải Châu 24-15. Một tình huống phát bóng cho các khán giả đến từ phía cầu thủ Hải Châu. Và đổi về điểm cho đội bóng Hải Ninh 16-24. Và chiến thắng trong trận thi đấu này, đó là các thủ Hải Châu với chiến thắng chung cuộc ở set thi đấu thứ 3 là 25-16. Và xin chúc mừng đội bóng Hải Châu, họ đã ghi tên mình vào vòng bán kết của giải đấu lần này. Và sẽ là những lượt thi đấu bán kết tại buổi chiều ngày hôm nay. Anh Đại ơi, chào khán giả chưa anh? Vâng. Và buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi cũng xin phép được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị bạn vào buổi chiều ngày hôm nay để theo dõi những trận đấu rất hay tại vòng trong, đó là vòng bán kết. Cảm ơn quý vị bạn rất nhiều về sự theo dõi cũng như ủng hộ quý vị bạn.